Chào mừng các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn đã đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thành Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Xin chào quý khán thính giả của chương trình Tri Thức Gamer. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Và chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề khá phổ biến với gamer chúng ta, đó là lợi ích của việc bổ sung protein vào chế độ ăn uống. Bất kể bạn là một người chỉ tập luyện vào cuối tuần và muốn giữ được vóc dáng cân đối, hoặc là một vận động viên ưu tú trên sàn đấu hay sân vận động, tất cả chúng ta đều cần protein. Protein được tìm thấy từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, từ các cửa hàng tạp hóa đến những thanh protein và đồ uống giúp bổ sung lượng protein cần thiết mỗi ngày cho bạn. Bổ sung protein vào cơ thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn phải hiểu cách sử dụng lượng protein đó như thế nào để tốt cho sức khỏe và mang lại một body như mong muốn. Vấn đề là khi nào và ở đâu? Khó để có thể nhấn mạnh điểm này đủ. Nguồn nạp protein của bạn và khi nào bạn sử dụng nó là vấn đề vô cùng quan trọng. Tất cả chúng ta đều cần protein trong chế độ ăn uống của mình, kể cả những người không tập luyện. Tuy nhiên, những người thường xuyên tập thể hình và cố gắng hết mình trong phòng gym nên biết về loại chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng này. Khi chúng ta tập luyện với cường độ cao, cơ bắp chúng ta bị phá hủy và quá trình xé cơ diễn ra. Mặc dù chúng ta có thể không nhận thấy quá đau đớn, nhưng tổn thương là có và cần được khôi phục hoàn toàn trước khi nó lại bắt đầu quá trình xây dựng cơ. Sau khi tập luyện, điều quan trọng là chúng ta phải bù đắp được một lượng protein chất lượng cho cơ thể. Nói chung, protein dạng lỏng là lựa chọn tốt nhất. Các loại protein lỏng được hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, cho phép các chất dinh dưỡng được đưa trực tiếp vào cơ bắp và nhanh hơn so với khi ta ăn một bữa ăn. Vì thức ăn cần thời gian để phân hủy và hấp thụ, sau đó mới vận chuyển chất dinh dưỡng đến cơ bắp. Từ tất cả những điều đã nói trên, bạn nên sử dụng một loại thực phẩm bổ sung protein có lượng dinh dưỡng chất lượng sau khi tập luyện. Nếu bạn không thể ăn đủ lượng protein trong suốt cả ngày vì bất kỳ lý do gì, các nguồn thực phẩm giàu protein như thịt bò, thịt gà, thịt cá, trứng, gà tây, các loại hạt, các loại đậu là yếu tố chủ yếu trong việc lên kế hoạch cho bữa ăn của bạn. Cố gắng có một hoặc nhiều hơn các nguồn protein trong ngày. Lượng protein một ngày bao nhiêu là đủ? NSCA khuyến nghị bất cứ ai trên 18 tuổi phải nạp tối thiểu 0,66g protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Tuy nhiên, người tập cử tạ, vận động viên và người tập thể hình cần đến khoảng 1g protein cho mỗi pound trọng lượng cơ thể. Bên cạnh nguồn protein nên được dung nạp sau khi tập luyện, bạn có thể ăn các bữa ăn khác trong ngày bất cứ lúc nào nếu thích. Nếu bạn đang theo một chế độ ăn uống bài bản và đạt được kết quả tốt, điều đó thật tuyệt vời. Nếu bạn thích trải đều bữa ăn trong suốt cả ngày, điều này vẫn tốt. Tần suất bữa ăn đã được gỡ bỏ. Do đó, bạn có thể cảm thấy tự tin để tính toán lượng dinh dưỡng của bạn xung quanh lịch trình và cuộc sống hàng ngày, bất kể bạn đang ăn 2 hay thậm chí là 7 bữa một ngày. Lợi ích của việc bổ sung protein vào chế độ ăn uống hàng ngày. Protein có thể tăng khối lượng cơ nạc, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, cải thiện tâm trạng, thúc đẩy chức năng não, ổn định lượng đường trong máu, duy trì xương chắc khỏe, bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng khả năng miễn dịch, giảm huyết áp. Các lợi ích của protein. Protein được tạo thành từ các axit amin và mỗi axit amin phục vụ cho một mục đích cụ thể trong cơ thể. Protein cũng được coi là nguyên liệu cho việc xây dựng cơ bắp. Có một nguồn protein cung cấp liên tục các axit amin giúp cơ thể sửa chữa các sợi cơ bị tổn thương và đẩy nhanh quá trình phục hồi. Một trong những lợi ích khác của việc bổ sung protein vào chế độ ăn uống của bạn là khi cơ thể có đủ chất đạm và axit amin thông qua chế độ ăn uống và thực phẩm bổ sung, sợi cơ bị xé có thể tái tạo và trở nên mạnh mẽ hơn. Đây không chỉ là nguyên nhân làm tăng kích thước cơ mà còn tăng cả sức mạnh cơ bắp. Khối lượng cơ bắp nhiều hơn đồng nghĩa với lượng calo bạn đốt cả ngày sẽ nhiều hơn, ngay cả khi nghỉ ngơi. Vì vậy, có một nguồn nạp protein chất lượng là rất quan trọng. Các nguồn protein bạn có thể tìm thấy dễ dàng.
Các nguồn protein đóng gói sẵn như gà đóng hộp, cá ngừ có thể là phao cứu sinh khi bận rộn. Ngoài ra, các loại hạt có thể có ích nếu bạn cần ăn một thứ gì đó khi đang đi làm, hoặc không có thời gian ngồi xuống để ăn một bữa ăn đầy đủ. Nếu bạn không có kế hoạch ăn, hãy đảm bảo biện pháp bảo quản khi bạn không ăn hết, hoặc mua những sản phẩm có thể đóng gói lại được sau khi sử dụng để tránh thức ăn bị hỏng. Sản phẩm Whey Protein Isolate, những lúc muốn bổ sung protein cấp tốc. Những dòng protein hấp thu chậm, dùng mọi thời điểm trong ngày, với đặc điểm là nguồn protein trải dài giúp duy trì cơ bắp hàng giờ đồng hồ. Không cần chuẩn bị, không lộn xộn, không tốn thời gian, nó chỉ đơn giản là một nguồn protein chất lượng cao và được đóng gói sẵn. Một chọn lựa khác nữa là thanh protein. Những thanh này nhỏ nên bạn có thể dễ dàng mang theo. Nó cũng có thể dùng để ăn vặt nếu bạn thấy đói trong ngày, hoặc giữa các bữa ăn. Lựa chọn cuối cùng và gợi ý cho bạn là loại thực phẩm thay thế thức ăn dạng bột. Bạn không nên thay thế hoàn toàn các bữa ăn bằng thực phẩm bổ sung, nhưng đôi khi chúng cần thiết và có ích cho thời gian của bạn. Các kế hoạch hoặc chỉ đơn giản là quên bữa trưa ở nhà, một trong những lựa chọn tốt nhất mà tôi gợi ý dưới đây là bột thay thế bữa ăn đóng gói sẵn. Tất cả những gì bạn cần làm là đổ đầy bình shaker bằng nước, đổ vào, lắc và uống. Ưu điểm là tất cả những nguồn protein kể trên vừa với mọi loại túi xách, cặp tài liệu, xe hơi hoặc ngăn kéo bàn, để bạn có thể tiếp nhận nguồn protein thuận tiện khi cần. Điều này là lý do khiến không có thời gian để ăn sẽ không còn là trở ngại. Hy vọng, thông qua bài viết, bạn có thể thấy được lợi ích của việc thêm protein vào chế độ ăn uống của bản thân. Hãy xem xét việc sử dụng, thực hiện một số gợi ý tìm thấy ở trên. Chúc bạn xây dựng chế độ dinh dưỡng và hợp lý, tập luyện hiệu quả. Buổi phát thanh hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.